Ok, thì một câu hỏi cuối cùng mà chúng ta quay về coi nền tảng coi top đi. Đó là giữa BTC và Ethereum, ETH á, thì mình nên đầu tư là con nào và lý do vì sao? Thì đây là câu hỏi cuối cùng mà hy vọng Jonathan sẽ trả lời đầy đủ thử xem là mình sẽ nên lựa chọn con nào là hợp lý hơn. Bitcoin á, thì trong thị trường hai con này nó quá bự rồi. Nhưng Bitcoin thì nó tượng trưng giống như là vàng kỹ thuật số, và Ethereum thì nó giống nôm na giống như là bạc trong thị trường crypto, và nó chạy về vấn đề TVL lớn nhất trong DeFi, và nó cũng là hợp đồng thông minh đầu tiên của bên crypto. Thì nếu hai con này nó quá bự, và hai con này đều được thông qua Bitcoin ETF và ETH cũng được thông qua ETH là ETH ETF rồi, thì cái vấn đề quay lại ở đây thì nếu như chọn là con nào thì mình sẽ chọn là Bitcoin. Tại vì sao? Tại vì đơn giản một điều á, là Bitcoin á, là được mình có những lý do sau đây. Lý do thứ nhất là mình chọn vua chứ mình không chọn hoàng hậu, chơi là với vua thì nó bền hơn, đó là chuyện thứ nhất. Cái thứ hai là người, nếu người vốn bự, mọi người để ý tất cả những người vốn bự đều mua Bitcoin chứ không ai vốn bự mà nó là đi mua. Nếu như vốn bự nha, tất nhiên cũng có một lượng quỹ lớn thì cũng muốn mua ETH, nhưng mình thấy dòng tiền vẫn nhiều nhất vẫn là vào Bitcoin. Thì câu chuyện ở đây là dạ, họ thấy tin tưởng với Bitcoin nhiều hơn, đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là dạ, Bitcoin được Mỹ chống lưng nhưng ETH chưa chắc là Mỹ chống lưng. À, tại sao? Bitcoin là không có chủ, đúng không ạ? Không biết ai là người sáng tạo ra nó, nhưng ETH là người tạo ra nó thì người ta biết. Thì câu hỏi đặt ra ở đây, ví dụ mình đặt ra một câu hỏi cho mọi người nghe như thế này, thì cái lần có thể mọi người sẽ nghe đây là cái chuyện lần đầu tiên mọi người được nghe, đó là gì ạ? Ví dụ như một chiếc ô tô thì thường nó sẽ có hai chiếc chìa khóa, một chìa khóa chính và một chìa khóa dự phòng. Nhưng mọi người tin rằng là ở nhà máy thì có chìa khóa dự phòng thứ ba mà có chứ. Thì câu chuyện ở đây là những người sáng lập ra Ethereum là cái mã nguồn cốt của nó chắc chắn luôn có một cái cách là để đăng nhập vô được và sẽ thay đổi tất cả được những cái hàm ở trong đó, và mình tin rằng những dân IT đều biết được điều này. Câu chuyện ở đây là gì ạ? Và tất nhiên câu chuyện mọi người hỏi là người đứng đầu của ETH là ai? Đó là Vitalik và đồng đội, những người đồng đội của ảnh. Câu chuyện ở đây là gì ạ? Những người đó quá giàu rồi sao mà mua chuộc được? Nhưng mọi người phải đặt câu hỏi như thế này là nếu như tập đoàn, tổ chức mafia hoặc là những tổ chức chính phủ kê họng súng vào người nhà của người ta, thì câu trả lời là người ta có chấp nhận giữa sinh mạng và cái mảng nguồn cốt đó, thì người ta chọn cái gì? Chắc chắn phải chọn gia đình. Mình cũng vậy. Thì câu chuyện ở đây là Bitcoin, người đứng sau tạo ra nó thì không ai biết, chính là nó cái xác suất để rủi ro để nó sập hay là để những cái người mà sáng lập ra là xả nó thì gần như không có. Nhưng mà cái người mà để đầu tư tạo ra cái mảng nguồn cốt của ETH thì mọi người đều biết. Chính vì đâm ra vấn đề ở đây thì tất nhiên xác suất này rất thấp, mình không có nói là cao. Thì câu chuyện nếu như giữa BTC và ETH thì mình sẽ chọn BTC, đúng không ạ? Và mình vẫn đánh giá cao rất là ETH, đúng không ạ? Đây là cái câu hỏi theo cái kiểu là giữa vào vàng và bạc thì nên chọn nào, thì chắc chắn mình phải chọn vàng rồi, ở trên tập Bitcoin, đúng không ạ? Ok, tuyệt vời, một câu trả lời khá là ấn tượng, rất là tuyệt vời, vua hoàng hậu vàng và bạc. Ok, cảm ơn Jonathan, thì rất là cảm ơn Jonathan đã dành thời gian quý báu để đến với cái buổi mà chia sẻ hôm nay. Thì cũng sau cuộc gọi này thì mình mong rằng là thời gian tới mà nhóm Forex, đặc biệt là nhóm tài chính bên bên Biden á, mà có một cái gì đã thắc mắc hay là những câu hỏi nhiều, mình sẽ tổng kết lại, xong rồi mình hy vọng là cũng hỏi những cái câu hỏi mà cần phải những chuyên gia như Jonathan, thì Jonathan có sẵn lòng để trích ra cho mình một ít thời gian để có thể ngồi lại một buổi giống như này được không? Ok anh, nghỉ thì cái gì anh báo trước cho em cái lịch rồi rồi anh em sắp xếp ngồi với nhau anh. Ok, được được Jonathan nói vậy là mình rất là vui rồi. Cảm ơn Jonathan rất nhiều và hy vọng sẽ gặp lại Jonathan trong thời gian sắp tới. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã lắng nghe buổi anh em chúng tôi nói chuyện hôm nay. Và một lần nữa cảm ơn Jonathan rất nhiều ha. Rồi cảm ơn anh, rồi chào tất cả mọi người bên nhóm bên Forex nữa mà, rồi chào tất cả mọi người. Ok, bye bye Jonathan. Dạ. Bye bye anh chị em mình.